vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Thần Đồng Tin Chi cho biết, sự thật cuộc đời vất vả. Canh Tuất 1970, từ 55 tới 70 tuổi, trời thương ban lộc, bùng nổ trúng đậm tiền tỷ, giàu sang sung túc. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị cô bác đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị mệnh chủ thân mến, cuộc sống luôn có những khúc quanh bất ngờ, những lúc nghèo khổ bần cùng người ta khó mà chống lại sự tuyệt vọng, chán nản, suy nghĩ tầm thường, nhưng giàu có, sung túc, đôi khi lại tạo ra nhiều cạm bẫy, khiến người ta quên giá trị thực sự của cuộc sống. Chính bởi vậy mà việc nắm chắc lá số tử vi trong tay sẽ giúp đón lành, tránh dữ, bớt đi phần nào hung hiểm trong cuộc đời. Đặc biệt với mệnh chủ Canh Tuất, sinh năm 1970, trong vận trình cuộc đời sắp trải qua, liệu rằng có khó khăn, tài ương nào hay không, cần lưu ý điều gì để giữ tài lộc may mắn trúng đậm đổi đời? Hãy cùng Tử Vi đi tìm câu trả lời. Tử Vi cuộc đời, từ 55 tuổi tới 70 tuổi, xin mời quý vị đi tìm lời giải đáp ngay video này. Trước tiên, Tử Vi xin được gửi tới quý vị nội dung bố cục của luận giải ngày hôm nay. 1. Đặc trưng tính cách, vận mệnh của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. 2. Vận mệnh người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 55 tuổi tới năm 70 tuổi, trên từng phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gia đạo, sức khỏe. 3. Tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu chi tiết nội dung dưới đây. 1. Đặc trưng tính cách vận mệnh của người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Theo Tử Vi học phương Đông, những người sinh năm 1970 là tuổi con chó, năm Canh Tuất, thuộc thiên can Canh, địa chi Tuất. Đối với những người sinh năm này, thường cuộc sống khá an bình và thuận lợi trong công việc, sự nghiệp. Đặc biệt, trong những năm tuổi của mình, nếu biết cách nắm bắt cơ hội, tìm kiếm những kế hoạch mới chắc chắn sẽ thành công. Tính cách của những người tuổi này thường rất nhanh nhẹn, cho thấy sự thông minh. Tuy nhiên, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng đạt được nguyện vọng theo ý muốn. Bởi nếu chỉ không tập trung vào mục tiêu dang dở, khả năng thất bại cũng khá cao. Dù gặp một số sự cố nhưng vẫn luôn lạc quan và tìm cách thay đổi vận mệnh nhờ vào trí tuệ. Những người thuộc tuổi này cực kỳ hợp với người tuổi Dần, Ngọ và Tuất. Khi hợp tác với nhau sẽ đạt được thành công lớn. Tuất là linh vật đứng thứ 11 trong 12 con giáp, cư dân tuổi Tuất, trời sinh tính tình thẳng thắn, trượng nghĩa, căm ghét sự giả tạo cũng như luôn hết mình đấu tranh để chống lại những bất công, đôi khi sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích của tập thể. Chính sự khẳng khái có phần anh hùng này đã khiến họ dễ dàng ghi điểm, chiếm được cảm tình và lòng tin của người xung quanh khá dễ dàng. Người tuổi Tuất không phải tuýp người ưa nịnh nọt, mềm mỏng để lấy lòng người khác. Một khi đã nảy sinh xung đột với một ai đó, họ sẵn sàng phản ứng lại một cách mạnh mẽ. Nhưng khi sóng yên biển lặng, mọi chuyện đã qua đi rồi, thì họ cũng sẽ không để bụng một chút nào. Vận trình vận mệnh của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, được dự báo qua 12 tháng sinh âm lịch như sau. Tháng 1 âm lịch, người tuổi Tuất sinh vào tháng này vẫn chịu ảnh hưởng từ năm trước đó. Tâm tính mềm mỏng, trọng tình cảm, nhìn chung thì cuộc đời không phải trải qua đại hạn, đại nạn gì lớn, có thể bình an cho đến cuối đời. Sức khỏe tốt, là người thật thà, chân thành, có thể dựa vào chính sức mình mà làm nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, mất nhiều thời gian hơn những người có chỗ dựa vững vàng. Người này được cha mẹ bao bọc nhiều nên không có chí tiến thủ, không có nhiều mong muốn gây dựng sự nghiệp, chỉ muốn sống ổn định, không quá vất vả. Trong chuyện tình cảm, dù là nam hay nữ,
thì người tuổi Tuất sinh tháng này cũng rất nghiêm túc. Họ thích tình yêu nhẹ nhàng, êm ái, không thiết bị đắm chìm trong cuộc tình bồng cháy. Tháng 2 âm lịch, người này gan dạ, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, có đôi khi họ bị nhận xét là tự cao, tự đại, không coi ai xa gì. Đây là con người hướng ngoại, một khi đã đặt ra mục tiêu làm gì thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn. Sống lạc quan, vui vẻ, nhân duyên tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Tuổi Tuất sinh tháng 2 âm có sự nhạy bén mà không phải ai cũng có được. Có trực giác và khả năng phán đoán rất chuẩn là vũ khí tốt để đi tới thành công. Được quý nhân phù trợ, con đường phía trước hanh thông, thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Tháng 3 âm lịch, đây là người thông minh, có bề ngoài hấp dẫn, đa tài, đa nghệ, cuộc sống hạnh phúc, tự do, tự tại. Người tuổi này tài giỏi và có khả năng kiếm tiền tốt, song lại khá nóng tính, dễ làm mất lòng người khác. Tùng nghiệp phúc mồng, mọi chuyện phải dựa vào chính sức mình, là người thích dùng đầu óc để làm việc, được bạn bè, anh em giúp đỡ, sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công hơn. Tuổi Tuất sinh tháng 3 âm lịch, phân biệt rạch ròi giữa lý tưởng và hiện thực, không sống quá mơ mộng, viển vông. Họ là người có tài về văn hóa nghệ thuật, cũng rất nhiệt tình với bạn bè. Tháng 4 âm lịch, người tuổi Tuất sinh vào tháng này có cát tinh tử vi chiếu mệnh là người đại phú, đại quý, cả đời cơm no, áo ấm, chẳng phải lo phiền. Người này không có nhiều tham vọng, cũng không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn cuộc sống ổn định, an nhàn. Di sản tổ tiên để lại không nhiều, nhưng lại được cha mẹ yêu thương, anh em hết lòng giúp đỡ nên cuộc sống của con giáp này khá thoải mái. Tính tình tuổi Tuất sinh tháng 4 âm, khá hòa nhã, sống chân thành, không phải trải qua sóng gió gì lớn. Họ thích nói đạo lý, hay tìm tòi học hỏi, có sự tự tin cao. Con giáp này khá hoạt ngôn, biết cách nói chuyện để khiến người khác cảm thấy thoải mái. Tháng 5 âm lịch, người tuổi Tuất sinh tháng này được tại cát tinh phù trợ, tiền vận tài lộc vượng, hậu vận an nhàn. Đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc, họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu. Từ nhỏ, gia đình đã có điều kiện nên cuộc sống khá tốt, trung niên sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào, đầu óc linh hoạt, thân thiện, hòa đồng, chân thành với mọi người. Song nhìn từ khía cạnh khác thì đây là người giỏi ăn nói, biết dùng lời nói để nịnh bợ, mua chuộc các mối quan hệ để có lợi cho mình. Tháng 6 âm lịch, người thông minh cơ trí, có tài ứng biến, song ăn nói thường thiếu suy nghĩ so với những người khác. Bước khởi đầu trong đời của người tuổi Tuất sinh tháng 6 âm khá thuận lợi, tuổi trẻ được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ, đề bạt nên được đảm nhận nhiều trọng trách lớn, dám nghĩ, dám làm, có lý tưởng, có chí hướng, song bản mệnh có thể đánh mất cơ hội phát triển của mình nếu trở nên tự cao, tự đại, không biết sống khiêm nhường. Tháng 7 âm lịch, tiền bạc không thiếu, nhưng phải bôn ba khắp trốn. Người này tính tình không cương, không nhu, không có tâm cơ, làm gì cũng có đầu có cuối, song không được nhờ cậy gia đình nhiều, tiền vận vất vả, phải khổ tâm lao lực gây dựng sự nghiệp. Đến tuổi 35, 36 thì sẽ thỏa nguyện, khi 40 tuổi, mọi sự hanh thông, 50 tuổi, ổn định cuộc sống, tài lộc không phải lo nghĩ. Con giáp này là người có tài, có trí, không khuất phục trước khó khăn, đi đến đâu cũng được trọng dụng. Nữ mệnh khó giữ bí mật, nam mệnh là người hiền lành vui vẻ, đa sầu, đa cảm, đường tình đào hoa vô số, song vì thiếu nhẫn nại mà khó tìm được ý trung nhân, dễ kết hôn muộn. Tháng 8 âm lịch, người thông minh tài giỏi, được nhiều người ngưỡng vọng, bản mệnh được cha mẹ giúp đỡ nhiều, ra ngoài lại có quý nhân tương trợ, nên bước đường tương lai cũng thuận lợi hơn nhiều. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, cả đời không bao giờ phải lo túng thiếu. Nếu theo con đường chính trị thì tiền đồ vô lượng, có địa vị cao và vững vàng. Tuy nhiên, tính cách có phần bốc đồng, dễ bị kích động, thiếu suy nghĩ mà làm chuyện đắc tội với người khác. Điều này có thể ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp của tuổi Tuất sinh tháng 8 âm. Tuổi Tuất sinh tháng này mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại là dễ nản lòng, không có ý chí chiến đấu tiếp. Tuy nhược điểm không ít, nhưng nhờ sự chu đáo tỉ mỉ, bản mệnh hoàn toàn có thể xoay ngược thế cờ. Họ được nhiều người yêu quý cũng là nhờ ưu điểm này. Tháng 9 âm lịch, tuổi Tuất sinh tháng này, tính tình cương nghị, quyết toán, tài hoa trí tuệ hơn người,
có lý tưởng, có chí hướng rõ ràng, được quý nhân giúp đỡ. Nếu theo nghiệp quan trường thì có thể gây dựng được sự nghiệp to lớn. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách quá cứng rắn nên sẽ phạm phải sai lầm lớn trong công việc, cả để họ giống Thanh Bạch, không coi trọng tiền tài. Tuy địa vị cao nhưng chẳng hề khoe mẽ, cũng chẳng có nhiều tiền bạc trong tay. Tháng 10 âm lịch, người tuổi Tuất có tháng sinh âm lịch này là người thẳng thắn, có tài, yêu công việc, họ không được cha mẹ, anh em giúp đỡ, nhiều tổ nghiệp phúc mồng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, có khả năng kiếm tiền tốt, nhưng lại không biết cách giữ tiền, giỏi ăn nói, giao tiếp xã hội tốt, biết phân biệt bạn tốt, bạn xấu, là mỗi người hành động. Trong cuộc sống hàng ngày con giáp này rất giản dị, không quá coi trọng vật chất. Tuy nhiên, khí chất hơn người, có thể thấy là người cao sang quyền quý. Đối tượng kết hôn của họ cũng thường là xuất thân từ gia đình danh giá. Tháng 11 âm lịch, người tuổi Tuất sinh tháng này tính tình nóng nảy, mồm nhanh hơn não, dễ đắc tội với người khác. Họ có tài thực sự, không sợ hãi trước cường quyền, làm gì cũng có trước có sau, là người bao dung, độ lượng. Tuy nhiên, tài lộc của tuổi Tuất sinh tháng 11 âm không nhiều, anh em người thân không giúp đỡ được mấy, phải tự dựa vào chính bản thân mình. Càng đi xa thì càng dễ lập nghiệp, người này có nhiều tham vọng, có óc quan sát tốt, đây vừa là ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm. Trong chuyện tình cảm, dễ sinh lòng nghi kỵ, ghen tuông gây tổn thương cho cả đôi bên. Tháng 12 âm lịch, tuổi Tuất sinh tháng Chạp, mệnh vinh hoa phú quý, hưởng hết mọi hạnh phúc trên đời, cha mẹ nâng đỡ, quý nhân phù trợ, trong gia đình ai ai cũng xuất sắc, vì thế con giáp này không cần quá vất vả cũng có được những gì mình muốn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà ỷ lại, tuổi Tuất sinh tháng 12 âm vẫn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình, chưa tới tuổi 40 đã vang danh bốn biển, tài lộc đầy nhà và những ngày sinh đại cát. Vận mệnh của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, người tuổi Tuất sinh ngày mùng 1, tính cách trung hậu, giàu lòng nghĩa hiệp, thích giúp đỡ người khác và bao dung, cảm thông với những người kém may mắn hơn. Vì thế mà tài phú tứ phương đâu đâu cũng có bạn. Người tuổi Tuất sinh ngày mùng 6, thông minh nhanh nhẹn, hiền lành lương thiện, có thể lập nên sự nghiệp vang danh bốn bể. Nam cấy được vợ hiền, trợ giúp cho chồng, nữ lấy được chồng tốt, biết chăm lo việc nhà. Người tuổi Tuất sinh ngày mùng 7, thân thể khỏe mạnh, phát đạt phú quý, chiếm được tài lời lại có mệnh cách sang trọng, có cả quyền lẫn thế. Người tuổi Tuất sinh ngày 17, thông minh lanh lợi, có thể thu được thành công, có quyền thế, tiền tài không thiếu. Người này một đời đều hanh thông, suôn sẻ, không có gì phải lo buồn quá nhiều. Người tuổi Tuất sinh ngày 21, đầu óc linh hoạt, mưu lược cao thâm, có tài ăn nói và lãnh đạo, biết thuyết phục người khác nên nhanh chóng đạt thành đại nghiệp, đứng trên người khác. Người tuổi Tuất sinh ngày 24, có thiên phú thông minh, tài năng toàn diện, biết giao tiếp khéo léo, nên tiến công lập nghiệp, danh vọng hiển hách, vinh quang cho bản thân và gia đình. Người tuổi Tuất sinh ngày 26, trời sinh có phúc báo, làm người ôn hòa, nhã nhặn, được người khác kính yêu và trọng vọng, gia đình hài hòa, hạnh phúc, một đời không lo cơm áo gạo tiền, ung dung hưởng lộc trời ban. Người tuổi Tuất sinh ngày 28, thông minh lanh lợi, có tài có trí, ắt chiếm được quyền vị, được nhiều người ngưỡng mộ và có thể thành được đại nghiệp. Người tuổi Tuất sinh ngày 30, một đời vui vẻ, an nhàn, chẳng có hung tai, cả sự nghiệp lẫn hôn nhân đều vô cùng hài lòng, có tài lộc, dù giàu, gia nghiệp thịnh vượng càng làm càng tốt. 2. Vận mệnh người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, diễn biến cụ thể qua từng năm tuổi, từ năm 55 tuổi, từ năm 70 tuổi, từ năm 55 tuổi, tới năm 60 tuổi. Mệnh chủ Canh Tuất, sinh năm 1970, các bậc thầy tử vi học phương Đông dự đoán, đây sẽ là những năm nhiều khó khăn, vất vả và áp lực đối với những người tuổi này. Hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Trong thời điểm này, công việc làm đa phần tự do bản mệnh cáng đáng, không nhận được sự hỗ trợ từ người thân hoặc bạn bè, có thời điểm làm ăn, gặp trục trặc, thậm chí vướng vào kiện tụng, tranh chấp, gây hao tổn sức lực và tiền bạc. Người làm công ăn lương cần hạn chế xích mích với đồng nghiệp và lãnh đạo, hãy chú ý cách hành xử, không nên cứng đầu, cứng cổ, không chịu phối hợp với người xung quanh.
bạn vẫn còn rất nhiều thiếu sót, vì vậy cần chú ý học hỏi không ngừng thì mới tránh được sai lầm, tìm ra hướng phát triển đúng đắn. Với người làm kinh tế, hãy thận trọng trước những chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu của đối thủ. Đừng vội vàng chạy theo xu thế thị trường mà không quan tâm đến tình hình thực tế, cũng như năng lực của bản thân. Nếu không thì bạn sẽ rất vất vả, mà kết quả cuối cùng cũng chưa chắc được như mong muốn. Về tài lộc, tiền bạc lên xuống thất thường, có những thời điểm kém may mắn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, tiền vào túi đã khó lại dễ bị hao tán, đủ ăn cũng đã tốt rồi. Gia đạo nhìn chung, không xảy ra vấn đề nào nghiêm trọng, nhưng mâu thuẫn nhỏ thường ngày vẫn khó tránh. Trong giai đoạn này cũng sẽ có nhiều áp lực đè nặng, đường số không nên giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người thân của mình. Người nhà có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đưa ra lời khuyên quý giá, giúp bạn khắc phục vấn đề. Sức khỏe phát sinh nhiều vấn đề, nhất là các bệnh về xương khớp hay liên quan đến mắt, vừa mệt mỏi lại tiêu hao nhiều tiền bạc để chữa trị. Bước vào giai đoạn vận trình cuộc đời, từ năm 61 đến 65 tuổi, mệnh chủ Canh Tuất, sinh năm 1970, chắc hẳn một số người đã nghỉ hưu, một số mệnh chủ khác vẫn còn đang công tác, sẽ có thời điểm công việc khá hanh thông, mọi việc đều thuận lợi, bạn nhận được sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh, nên các kế hoạch và dự định nhanh chóng được hoàn thành suôn sẻ dễ dàng hơn, có cơ hội gặp gỡ những người bạn đồng nghiệp tốt, thậm chí mệnh chủ còn có nhiều cơ hội vươn lên và thăng tiến. Hãy mạnh mẽ nắm bắt, đừng do dự kẻo cơ hội sẽ trôi qua. Rất đáng tiếc, những thuận lợi trong công việc giúp người tuổi Canh Tuất có nguồn thu ổn định, tiền trong túi luôn sủng rình, người làm ăn kinh doanh tìm được chỗ đứng trên thị trường, số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác với bạn ngày một gia tăng, tình hình tài chính tăng tiến rõ rệt, khiến bạn tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân. Với người đã nghỉ hưu, có khoản lương hưu ổn định, trang trải cuộc sống lo dưỡng già, mối quan hệ vợ chồng ngày càng thăng hoa, có cơ hội đón thêm thành viên mới. Người ấy chính là động lực để bạn sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thử thách, cuộc sống đặt ra. Ngoài ra, dù làm công việc gì đi nữa, bạn cũng nhớ sinh hoạt khoa học, hạn chế thức khuya dậy sớm và dành thời gian để thư giãn, vận động phù hợp. Mệnh chủ cũng đã có tuổi, cần chú ý vận động vừa sức, không nên làm việc quá sức, dễ khiến cơ thể suy nhược lao lực. Khi bước vào giai đoạn vận trình cuộc đời, từ năm 66 đến 70 tuổi, mệnh chủ Canh Tuất, sinh năm 1970, cuộc sống không có nhiều biến động. Đa số người tuổi này bước vào độ tuổi nghỉ hưu nên không phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống. Hãy giữ thái độ chan hòa với mọi người, bạn sẽ luôn được yêu mến và giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Tài chính ổn định, bạn sống dựa vào những khoản tiền lương, tiền tiết kiệm, tiền đầu tư từ những năm trước đó, hoặc có thể hỗ trợ tài chính cho con cháu trong nhà. Đời sống vật chất hầu như không phải nghĩ ngợi, hãy tranh thủ hưởng thụ cuộc sống. Phương diện tình cảm hài hòa khi vợ chồng luôn chia sẻ, thấu hiểu nhau, con cái trưởng thành cũng bớt cho bạn nhiều mối lo. Bản mệnh được sống trong gia đình đầm ấm, con cháu quây quần, ba tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Trong phong thủy, màu sắc là yếu tố được quan tâm hàng đầu, tính ứng dụng của nó được thể hiện rõ qua các vật phẩm hộ mệnh, đồ dùng hàng ngày, màu sân nhà, phương tiện đi lại. Hầu hết những món đồ này đều được chủ sở hữu lựa chọn phù hợp với bản mệnh. Nhờ đó, cuộc sống sẽ diễn ra an lành, suôn sẻ và gặp nhiều điều may mắn hơn. Theo tử vi tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, chúng ta có thể xác định được các màu phù hợp và màu cần kiêng kỵ với thân chủ, bao gồm màu tương hợp là màu đồng, bạc, trắng, thuộc hành kim, màu vàng, nâu, thuộc hành thổ, màu kiêng kỵ là xanh nước biển, màu đen vì thuộc hành thủy, màu đỏ, tím, hồng, thuộc hành hỏa, sinh năm 1970, hợp con số nào, dựa vào mối quan hệ tương sinh, tương khắc trong ngũ hành, chúng ta có thể biết được 10 tuổi. Canh Tuất sinh năm 1970, hợp con số nào? Khi ứng dụng con số hợp mệnh vào đời sống, thân chủ có cơ hội gặp những điều an lành, may mắn. Ngược lại, mệnh chủ cũng cần tránh những con số tương khắc để không bị xui xẻo. Nó có thể khiến sự nghiệp tình duyên của bạn gặp phải nhiều rắc rối. Cụ thể, nam mạng thuộc Canh Tuất, hợp với số 8, 5, 2, không nữ mạng tuổi Canh Tuất, hợp với số 3, 6, 7, sinh năm 1970,
hợp hướng nào. Trước khi xây dựng nhà ở hoặc cửa hàng kinh doanh, bạn nên xem xét kỹ lưỡng tử vi tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, để xem mình hợp với hướng nào. Khi lựa chọn được hướng hợp tuổi, cuộc sống của gia chủ sẽ bình an, hạnh phúc. Bên cạnh đó, phong thủy nhà ở hợp mệnh còn giúp quá giải điểm xấu, tai ương. Người sinh năm 1970 có thể dùng hướng hợp để lựa chọn vị trí đặt bàn thờ, kê giường ngủ, xây bếp, đặt bàn làm việc. Yếu tố phương hướng sẽ có sự khác biệt giữa nam mạng và nữ mạng. Tuổi Canh Tuất cụ thể như sau. Với nam mạng, sinh năm 1970, hướng hợp gồm có Nam, Đông Nam, Bắc, Đông. Hướng không hợp gồm có Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc. Nữ mạng sinh năm 1970, hướng hợp gồm có Nam, Đông Nam, Bắc, Đông. Hướng không hợp gồm có Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc. Sinh năm 1970 hợp tuổi nào? Trong cuộc sống hiện nay, rất nhiều người quan tâm đến việc tính toán tuổi hợp và tuổi xung khắc. Nó được ứng dụng vào đa dạng mục đích khác nhau, như xem tuổi làm nhà, kết hôn, sinh con, kết giao làm ăn. Khi đồng hành với những người hợp tuổi, cuộc sống của người sinh năm 1970 sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Ngược lại, tuổi xung khắc sẽ dẫn đến hậu vận không tốt. Chủ mệnh cần cân bằng mọi thứ, hoặc thực hiện một số nghi thức cúng bái để hóa giải điềm xui, cầu chúc bình an. Với nam mạng sinh năm 1970, trong làm ăn, hợp tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi. Với nữ mạng sinh năm 1970, trong làm ăn, hợp tuổi Canh Tuất, Bính Thìn, Kỷ Mùi. Tuổi Kỵ gồm có Quý Sửu, Giáp Dần, Canh Thân, Ất Sửu, Nhâm Dần. Tuổi Tuất có đặc trưng là thông minh, trung thành, hiếu học, trách nhiệm nên được cấp trên coi trọng, người xung quanh mến yêu. Nhưng vì cá tính cố chấp dễ nổi giận nên người khác khó lòng thân cận. Hãy thỉnh Phật A-di-đà, Ngài sẽ điều hòa tính cách, mang tới sự hòa hợp cho bản mệnh. Bản mệnh Phật A-di-đà, ngụ ý đồ đồ vô lượng, không chỉ tăng cường sức hấp dẫn mà còn rất có lợi cho sự nghiệp của người tuổi Tuất, tượng trưng cho ánh sáng phúc thọ, bảo hộ cho người tuổi Tuất, xóa bỏ phiền não, mệt mỏi, kiên cường, gây dựng cơ đồ hưởng đời an lạc. Những ai có cơ may gặp được Ngài thì có thể thoát khỏi mọi nỗi thống khổ trên đời. Quý vị thân mến, người xưa đã từng nói rằng một ngày làm việc chăm chỉ sẽ có được một đêm ngủ ngon, một đời làm việc chăm chỉ sẽ có được những giấc ngủ dài hạnh phúc. Chúng ta cũng biết rằng cây không uốn nắn, lớn lên sẽ không thẳng, người không siêng năng sẽ trở thành người vô dụng. Từ trước tới nay, những người có sự nghiệp, có thành tựu, có ích cho xã hội đều vô cùng siêng năng, chăm chỉ, khắc khổ, chịu khó vươn lên. Giống như Hàn Dũ tiên sinh người Trung Quốc từng nói, làm việc thì cần phải chăm chỉ, không quan tâm đến việc vui chơi. Làm việc có thành công hay không là do tư tưởng mỗi người, nhưng cũng có thể thất bại lúc nào. Một người muốn có tất cả sẽ không rời xa được một chữ khổ. Câu chuyện vẽ trứng gà của họa sĩ nổi tiếng Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci là một họa sĩ nổi tiếng trong thời kỳ văn hóa phục hưng châu Âu ở Ý. Ngay từ thuở nhỏ, ông đã rất thích vẽ. Bố ông đưa ông đến Lorenzo bái họa sĩ Vezzotinto làm thầy. Bài học đầu tiên thầy giáo dạy ông là vẽ trứng gà. Ngày qua ngày, người học trò Leonardo vẫn phải vẽ đi vẽ lại những bức họa về quả trứng gà đó. Sẽ suốt 10 ngày, thầy giáo vẫn tiếp tục để cho ông vẽ trứng gà. Cho tới một ngày, khi đã cảm thấy chán nản, Leonardo đến phàn nàn với người thầy của mình. Tại sao thầy cứ bắt con vẽ trứng gà mãi như thế ạ? Người thầy đáng kính trả lời rằng, vẽ trứng không hề đơn giản như ta nghĩ. Trong 1.000 quả, cũng không thể tìm ra 2 quả giống hoàn toàn. Thậm chí với mỗi quả trứng ở những góc độ khác nhau, chúng cũng sẽ trông khác nhau. Ví dụ như ngẩng đầu cao hơn một chút để nhìn quả trứng, hoặc đặt mắt ở một vị trí thấp hơn, thì các đường tròn của quả trứng sẽ có khác biệt. Vì vậy, vẽ trứng là bài học cơ bản nhất, phải luyện bài học này thật thuần thục mới được. Từ đó, Leonardo chăm chỉ luyện tập bài học cơ bản đó. Ngày nào cũng vẽ trứng gà, 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm. Những tờ nháp ông dùng để vẽ trứng gà có lẽ đã cao chạm đến mái nhà. Trải qua thời gian dài chăm chỉ thực hành, cuối cùng, Leonardo cũng đã sáng tạo ra những bức họa bất hủ, trở thành một nhà họa sĩ điêu khắc vĩ đại của lịch sử nhân loại. Cổ nhân thường nói, duy trì cuộc sống gia đình bằng cách chăm chỉ tất sẽ giàu có, duy trì cuộc sống gia đình bằng vinh hoa,
phú quý cũng sẽ có ngày lụi tàn, nghèo khổ. Một đời người được xây dựng trên nền tảng của sự chăm chỉ. Chăm chỉ là cái gốc, là vốn liếng để lập thân. Những người chăm chỉ là những người vô cùng đáng quý. Chăm chỉ đối với mỗi người không chỉ là một điều thông minh, trí tuệ, mà còn là một kiểu gánh vác hiếm có. Làm người phải là một người dám tuyên chiến, đấu tranh chống lại sự lười biếng của bản thân, không ngừng phấn đấu, nỗ lực để vươn lên. Siêng năng cần cù có thể giúp kẻ nghèo hèn trở nên giàu có, giúp người giàu có cuộc sống xa xỉ hơn. Một gia đình chỉ cần siêng năng cần cù lao động và chi tiêu hợp lý, cuộc sống sau này sẽ đỡ vất vả hơn. Một con người chỉ cần siêng năng lao động không hoang phí, cuộc sống của người đó sẽ ngày càng đầy đủ hơn, tương lai sáng sủa hơn. Con người sống trên đời lúc làm việc không thể không siêng năng, lúc làm người không thể không lương thiện. Siêng năng sẽ giúp chúng ta có thể học được kỹ năng mưu sinh, dựa vào sự cố gắng, nỗ lực của bản thân để xây dựng tương lai, thay đổi vận mệnh của chính mình. Trong cuộc sống này, một người vừa siêng năng vừa lương thiện có thể đi được rất xa, đi đúng đường, thực hiện được ước mơ của bản thân, từ đó có thể tự tạo ra cho mình một tương lai huy hoàng rực rỡ. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung Thần Đồng Tin Chi Cho Biết, Sự Thật Cuộc Đời Vất Vả, Canh Tuất 1970, từ 55 tới 70 tuổi, trời thương ban lộc, bùng nổ trúng đậm tiền tỷ, giàu sang sung túc. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận, để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.